Ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các em thiếu nhi đến từ huyện Định Hóa với phần dự thi của em Ma Thị Ngọc Hà, lớp 8A, trường Trung học cơ sở Chợ Chu, huyện Định Hóa, với phần thi kể chuyện, câu chuyện Nhật ký Đặng Thùy Trâm và phần thi năng khiếu với màn múa Mãi mãi tuổi 20. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cổ vũ cho thí sinh Ma Thị Ngọc Hà. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, đất nước Việt Nam với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã trải qua bao cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong những năm tháng hào hùng ấy, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, xếp bút nghiêng lên đường đi chiến đấu. Cả một thế hệ 20 ấy đã mang trong mình lý tưởng sống cao đẹp. Trong đó có một nhân vật thật đặc biệt với em. Nhân vật em nhắc đến là nữ chiến sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Một con người sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Nhật ký Đặng Thùy Trâm được biên tập dựa trên hai cuốn nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Cuốn sách do Đặng Kim Trâm chỉnh lý, Vương Chí Nhàn biên tập với 324 trang, in trên khổ giấy 13cm x 20,5, xuất bản năm 2005 tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội. Cuốn nhật ký của một bông hồng thép. Mặc dù chiến tranh đã trôi qua, cuốn sách vẫn được đón nhận như một biểu tượng sáng ngời về đức hy sinh, ý chí bất khuất kiên cường của người con gái căng tràn nhiệt huyết tuổi 20, là biểu tượng sáng ngời về tình yêu Tổ quốc. Và để rồi, trong suy nghĩ của lớp lớp thanh niên hôm nay, chị đã trở thành bất tử. Khi ấy, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cô sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Hà Nội đã xung phong vào chiến trường B công tác chiến đấu. Sau 3 tháng hành quân từ miền Bắc, tháng 3 năm 1967, chị vào đến Quảng Ngãi và được phân công phụ trách bệnh viện huyện Đức Phổ. Một cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường, chị đã cùng đồng đội vượt qua bao khó khăn, gian khổ, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mình để cứu chữa thương bệnh binh và bám trụ đến những giây cuối cùng. Tất cả như một cuốn phim tua chậm, khiến người đọc không khỏi xúc động, nghẹn ngào khi đọc những trang nhật ký. Ngày 19 tháng 5 năm 1970, được thư mẹ. Mẹ của con ơi, mỗi dòng chữ, mỗi lời nói của mẹ thấm nặng yêu thương, như những dòng máu chảy về trái tim khao khát nhớ thương của con. Ôi, có ai hiểu lòng con ao ước được về sống giữa gia đình, cho dù chỉ là một giây lát đến mức nào không? Con vẫn hiểu điều đó từ lúc bước chân lên chiếc ô tô đưa con vào chiến trường bom đạn. Nhưng con vẫn ra đi vì lý tưởng. 3 năm qua, trên từng chặng đường con bước, trong muôn vàn âm thanh hỗn hợp của chiến trường, bao giờ cũng có một âm thanh tha thiết, mà sao có một âm lượng cao hơn tất cả mọi đạn bom sấm sét vang lên trong lòng con. Đó là tiếng gọi của miền Bắc yêu thương, của mẹ, của ba, của em, của tất cả. Lúc 5 người, cả cơ đồ sự nghiệp sau 1 phút đã tan thành khói lửa. Bom nổ xong, mình nghe im lặng, mọi thứ im ắng đến dễ sợ, chắc là chết hết rồi.
cái cảnh điêu tàn làm sao. Khu rừng trơ trọi, cây cối đổ ngổn ngang, những mảnh quần áo bay tơi tả dính trên các cành cây, mấy nếp nhà siêu vẹo. Trong nhà Thành, đồng chí thương binh vừa cắt ruột hôm qua lại bị thêm một số vết thương nặng, đang hấp hối. Thành nhìn mọi người nói qua hơi thở: hãy ở lại chiến đấu, học tập. Ôi, người đồng chí dũng cảm, lời dặn của đồng chí là lời thề của chúng tôi, của những người sống, phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Ngày 20 tháng 6 năm 1970, đến hôm nay vẫn không thấy ai qua. Đã gần 10 ngày kể từ hôm bị bom lần thứ hai. Mọi người ra đi, hẹn sẽ trở về cấp để đón bọn mình ra khỏi khu vực nguy hiểm mà mọi người nghi là Điệp đã chỉ điểm này. Từ lúc ấy, những người ở lại đến từng giây, từng phút. Một ngày, hai ngày, rồi 9 ngày đã trôi qua, mọi người vẫn không trở lại. Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu óc mình và những người ở lại. Vì sao? Lý do vì sao mà không ai trở lại? Có khó khăn gì? Không ai trả lời mình cả. Hôm nay, đạo chỉ còn ăn một bữa chiều nữa là hết. Không thể ngồi nhìn thương binh đói được. Mình phải đi. Ngày 22 tháng 6 năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, chị đã bị địch phục kích và hy sinh anh dũng lúc chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi đảng và 3 năm tuổi nghề. Mở đầu trang nhật ký, chị đã viết: đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu trước giông tố. Phải chăng đó là phương châm sống để chị vượt qua những tháng ngày gian khổ? Chị đã ra đi, trang nhật ký dù đã khép lại, nhưng lửa của nó vẫn âm ỉ cháy. Ngọn lửa ấy đã thắp lên trong trái tim của mỗi chúng ta niềm tự hào, lòng biết ơn, và hơn hết là trân trọng hòa bình và những phút giây ta được sống. Vì vậy, chúng ta hãy cùng cố gắng học tập và rèn luyện. Hãy mạnh mẽ vươn lên để viết tiếp những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chiến trường khói lửa, lòng thiết tha về cuộc sống hòa bình, một lương y như là tờ báo. Giữa chiến trường hoang mãi lắm đạn bom, chỉ đã sống một thời tuổi trẻ, giàu biết rằng một mái nhà
xuống vì tự do của dân tộc Việt Nam. Có một người con gái tuổi đôi mươi đã nằm lại trên mảnh đất quê hương, máu thâm đỏ từng trang nhật ký chỉ đã ra đi. Cho tôi niềm tin vào cuộc sống, chị đã thắp lên ngọn lửa tôi hai người, chị đã đưa tôi vươn lên bằng khát vọng dù trong gai vẫn không ngừng vươn tới. Chị đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống, chị đã thắp lên ngọn lửa tôi hai người, chị đã đưa tôi vươn lên bằng khát vọng cùng chúng tay xây đất nước đẹp giàu. Chị đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống, chị đã thắp lên ngọn lửa tôi hai người, chị đã đưa tôi vươn lên bằng khát vọng dù trong gai vẫn không ngừng vươn tới. Chị đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống, chị đã thắp lên ngọn lửa tôi hai người, chị đã đưa tôi vươn lên bằng khát vọng cùng chung tay.